Cityscape Prize là một cái bài tập nhóm bắp chân rất là nổi tiếng trong các phòng thân Việt Nam. Thì với cái máy tập đơn giản này thì hầu như cái phòng nào cũng có trang bị cho các bạn, để các bạn qua đó có thể nhón được cái cơ bắp chân của mình. Thì cơ bắp chân là một cơ rất là cũng tương đối là khó tập, nhưng mà nếu mà các bạn cố gắng kiên trì tập luyện thì nó sẽ mang về cho mình một cái kết quả cũng khả quan. Thì ở cái bài nhón này tập thì nó đơn giản, rất là đơn giản, ngồi vô nhón thôi. Thì qua đó cái hiệu quả cái tích cơ của nó thì có thể nó không bằng được những cái bài bạn nhón ở tư thế đứng, nhưng mà nó cũng là một cái sự lựa chọn không tồi nếu mà phòng các bạn không có cái trang thiết bị để cho bạn nhón ở tư thế đứng. Thì ở cái bài này các bạn mở cái chốt ra, đầu tiên bạn mở cái chốt tạ ra, xong rồi bạn nhón, nhón từ từ chậm chậm thôi. Khi xuống căng cơ bắp chân nhiều nhất, khi lên ép cơ bắp chân tốt nhất, tập trung lực dùng cơ bắp chân nhón lên đó. Thì ở cái bài này chắc chắn là bạn phải trang bị một cái đôi giày thôi, không có đôi giày thì cái mũi chân của bạn không chịu nổi, cái đó là cái chuyện bắt buộc. Và nó thì các bạn cứ phải có hai cái tay bằng phải cầm vào hai cái cây ở phía trên để giữ thăng bằng tạ thôi. Trước mắt là thăng bằng tạ, còn trong trường hợp tập nặng quá mấy cái cuối á mà bạn có bị nó gọi là nó đột tử, nó không lên được á, thì các bạn dùng hai cái tay bằng phụ bằng kéo lên, chứ không á thì nó đè bạn luôn, nó đè bạn lúc đó thì bạn phải nhờ một người khác cấp cứu cho bạn thôi. Nhưng mà hy vọng là trường hợp đó không xảy ra. Thì qua đây cơ bắp chân các bạn cần phải khởi động thật là kỹ trước khi tập. Cơ bắp chân là một trong những cơ rất là dễ bị chuột rút, nếu bạn tập giữa chừng mà chuột nó rút bạn sẽ rất là nguy hiểm. Và bạn cũng nên cố gắng nhớ là lên thở xuống hít, lên thở xuống hít, tập nhẹ nhàng đều đặn, nó sẽ mang về cho bạn một cái cơ bắp chân rất là đẹp. Thì buổi chia sẻ cũng xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.